Rồi, hello mọi người. Hello mọi người, like hơi bị muộn chút xíu bởi vì mấy giờ mới dạy xong, tính là 9 giờ 21 giờ 30 like nhưng Facebook nó bị trục trặc. Nên nó phải muộn mất 30 phút, rất mong anh em thông cảm. Chúng ta vào. Đầu tiên Tuấn có đôi lời muốn chia sẻ với anh em và đồng thời mình sẽ sell cái bộ kiểm tra led chi ăn anh em được không ạ? Rồi chúng ta vào nhiều đi ạ, 19 người tăng tốc chia sẻ giùm em nhé. Facebook giờ bị khóa hết rồi anh em, rất khó, nó bị khóa hết rồi. Facebook dạo này khó quá anh em ạ, nó đang bị khóa khá là nhiều. Khóa chặn hết Facebook. Rồi thì anh em hãy chia sẻ giùm nhé. Ok Hoàng ạ. Thì đầu tiên cho thì Tuấn nói đôi lời như thế này này. Thì đầu tiên đấy, thì chỉ biết là cảm ơn những anh em, những tấm lòng anh em ủng hộ. Không biết nói gì hơn. Còn sai sót gì thì rất mong anh em bỏ qua. Bỏ qua. Rất mong anh em thông cảm về những vấn đề mình bán đồ hoặc là anh em học online. Thì số lượng mình dạy online và dạy trực tiếp chắc không nhiều, có khoảng 1.000 anh em, trên 1.000 người thôi, không nhiều, số lượng hàng 1.000. Thì nếu này nhiều anh em mua cái đồng hồ hoặc là những cái bộ giả lập bên mình hoặc là học online hoặc là máy chẩn đoán, có thể là nhiều lúc anh em cần mình nhưng mình không hỗ trợ được. Ví dụ như lúc nào như ban tối như thế này, anh em gặp khó khăn, thì nhiều anh em gọi điện thoại hoặc đồng thời Zalo, mình phải cúp ngang nếu mà điện thoại. Còn nhắn tin thì nhiều anh em hiểu rằng nếu mà mình đang bận thì anh em có thể truy cập vào Zalo. Zalo không được thì mình phải Facebook. Thì nhiều cái điện thoại thì hôm nay nó khóa liên tục, mình phải xài mấy cái điện thoại. Thì nhiều cái một cái sim là 0909755993, cái sim đấy là vừa nghe vừa Zalo, thì dùng cái máy đấy dạy anh em thì không thể nào đọc được Zalo, hoặc anh em đang gọi mình phải túc cúp ngay. Còn bây giờ anh em gọi cái mình nghe cái rồi, một là nó xui là nó sập, mình phải like lại. Thứ nhất là Facebook nó rất khó, rất khó khăn. Còn để dạy anh em trong cái nhóm room thì anh em không coi được video thì tội cho nhiều anh em ngày mai không xem được, hoặc nhiều anh em nào học vào muộn, hoặc là dạy Google Maps mà dạy như kiểu học sinh đấy thì anh em cũng không xem được đấy, rất khó. Còn dạy trong cái này thì nó hay bị khóa liên tục, và nhiều anh em nào mình đang bận mình không hỗ trợ được thì anh em phải thông cảm, mình hiểu. Nhiều lúc anh em nào đang gặp căn bận nó khó, hoặc là sử dụng nhiều cái máy chưa biết thao tác, nhiều lúc mình lâu lâu mới đụng gọi cho mình không nghe máy được, anh em tức, ai cũng vậy, bản thân tôi cũng vậy, thì anh em hãy thông cảm. Còn bây giờ vấn đề ở cái mô hình, cái đồng hồ đo áp bơm, bộ giả lập nhỏ hay là lớn, thì anh em gọi không được số này thì anh em truy cập dùm mình, cố gắng gọi vài lần mình sẽ nghe, mình sẽ gửi đường link, tất cả mình để ở trên YouTube hết rồi, mình sẽ gửi cái đường link anh em vào chịu khó YouTube anh em xem mô hình này cắm như thế nào, áp bơm kiểm tra như thế nào, cái bộ đồng hồ đo áp bơm hay là cái bộ giả lập 5 bulin sử dụng như thế nào, mình đều làm trên YouTube trang của mình thôi, ít người coi. Và ngày mai mình cố gắng mình dặn mình sẽ làm được nhiều hơn, thì anh em cứ chỉ cần nhắn tin Zalo hoặc là Facebook, mình sẽ gửi đường link anh em chịu khó vào trong cái xem, rất mong anh em thông cảm. Còn nhiều buổi sáng anh em gặp vấn đề gì ở sáng khoảng 7 giờ anh em thông cảm, mình lúc ấy chưa dậy. Đấy, không phải là mình chặn thế nọ thế kia, anh em phải thông cảm. Đó,
Nhiều lúc anh em dậy sớm, anh em làm nghề khoảng 7 giờ hoặc là 6 rưỡi 7 giờ, anh em gặp khó gọi mình thì lúc ấy mình đang ngủ bởi vì mình thức khuya. Nhiều lúc dậy xong còn sổ sắt anh em ạ. Đấy, không phải là mình tham, nhưng anh em phải thông cảm, cố gắng giúp dùm một chút xíu. Chứ anh em đừng có hiểu lầm, thằng Tuấn này nó bán một cái thiết bị nhỏ nhỏ như cái bộ giả lập này, nó không hướng dẫn, có hết, anh em chịu khó mình sẽ gửi đường link. Còn anh em nào học rồi ấy thì anh em dễ biết, nhiều anh em mà chưa học ấy mua cái bộ này này, mình sẽ gửi đường link cho anh em, và trên này mình ghi cho anh em rất là hòa. Cái nào là điện áp cái yếc ở cái đó thôi, chứ không phải là mình bán vài trăm nghìn mình bỏ bê anh em. Anh em chịu khó hãy liên hệ mình đó. Chúng ta cũng biết là những cái nóng, nhiều lúc mình bận đấy, dạy hoặc là đang đi công chuyện bên ngoài, các bạn gọi Zalo hoặc là Facebook không được, hoặc là các bạn gọi sớm thì Tuấn sẽ rút kinh nghiệm, những cuộc gọi nhớ của anh em từ đây mình sẽ gọi lại hết, bất kỳ lúc nào quý vị gọi sớm, sáng mai thấy 5-7 cuộc gọi nhớ mình sẽ gọi lại hết anh em. Ok, đó là cái đôi lời mình muốn chia sẻ cho mọi người, được không ạ? Thì một ngày thì anh em cũng biết rồi, dạy anh em, nhiều người không mua máy thì học phí 3 triệu, đúng không, thể nào học một cái chúng ta giỏi được. Cái nghề sửa xe máy này học để biết và cần để giỏi thì chúng ta phải luyện nát cái bộ đầu, luôn luôn luyện, mệt nghỉ đứng dậy một phát dặn là phải luyện, thì cái phút sinh điện tử này nó mới gọi là nhuyễn nhão và ok. Các bạn học phút sinh điện tử muốn giỏi nữa cũng phải là luyện đôi tay và cặp mắt phải nhìn cực nhanh để quan sát. Phút sinh điện tử học không hiểu nhưng chưa đủ, quan trọng là cái đôi tay. Đôi tay này thành công lại bắt được cái bận, và con mắt phải nhìn rõ, đầu phải minh mẫn, tai phải luôn luôn nghe tiếng nó kêu. Còn cái phút sinh điện tử dạy cho anh em để là gì? Để chúng ta tạo dựng một cái cần câu, nắm bắt những phút sinh điện tử vào đo kiểm như vậy kết thúc. Nhưng bây giờ nhiều lúc anh em học, anh em không có xe, hoặc nhiều anh em về nhà không ôn vít hết, thì chúng ta sẽ không bao giờ giỏi được. Đó là cái quan trọng. Xin chào anh Hồng Bình Nguyên. Đó, thì anh em phải luyện. Để được một người thành công khó lắm, thì chúng ta phải tập luyện. Còn nhiều anh em mua máy thì Tuấn làm hết khả năng rồi. Nhiều anh em đang học cái khóa này chắc là đâu 50 mấy 60 người, 59 người rồi. Thì anh em biết mua máy bên mình hỗ trợ 15 đêm như vậy, thấy những cái phun xăng điện tử không? Nó rất ok cho anh em. Đó là cái trạng thái các bạn mua máy mình hỗ trợ được cái gì hỗ trợ. Không bao giờ thật sự để anh em để bao giờ chết tới những con IC điện tử. Thì các bạn và anh em cứ làm theo thì Tuấn. Còn anh em không có điều kiện thì các bạn mua máy 3 triệu thì thật sự Tuấn hỗ trợ cũng như vậy. Còn thật sự nhiều lúc anh em không luyện, bây giờ nhiều lúc anh em gặp khó khăn, thì nhiều lúc nghe gọi mình rất khó, bởi vì một ngày nghe điện thoại khá là nhiều, cố gắng bốc được là bốc điện thoại. Anh em hiểu không? Chứ không phải là từ chối những cuộc điện thoại. Trừ khi bây giờ lỗ tai này đang nghe, người kia cúp máy thì phải cúp thôi, tí nhắn tin lại. Thì rất mong những tấm lòng của anh em thông cảm và hiểu cho. Mình biết là nhiều anh em có tin nóng hoặc là cái tôi lớn thì nhiều lúc các bạn cảm thấy khó chịu, nhưng hãy bình tĩnh. Đấy, hello bố trẻ con, chào em trai, được không nào? Thì số lượng ngày càng anh em càng tin tưởng thì đương nhiên nó sẽ là đông hơn nhiều. Thì mình chỉ là cái gì giải quyết đúng 15 đêm mang lại cho anh em nhiều cái cảm giác ok nhất trong nhóm học. Còn trong nhóm học khoảng 5-70 người trong cái nhóm chat thì chúng ta phải là nâng đỡ anh em, nâng niu lên. Hãy cho đi rồi sẽ nhận lại. Ông này đăng bài bạ lên, anh em kia lướt qua đọc cảm thấy góp ý. Đấy, bởi vì cái nhóm của thì Tuấn chỉ có kết thúc 15 ngày, dạy khá là bài bản, dạy nó bài bản, dạy nó từng bậc một. Nó khác với những người dạy nó quăng một cái clip lên cho đấy ông học đi, nó quăng lên một cái đấy ông học đi. Nhưng học trực tuyến thế này nó có từng bài từng tập một, từ mẫu giáo mới đi lên đại học. Thì các bạn và anh em chịu khó từng bước từng bước. Em xin chào anh Hồ Stin. Đó,
Thì các bạn và anh em chịu khó làm hết cái dàn xe này, thực hành tới đâu, sơ đồ tới đâu, đánh thực hành tới đấy, máy tới đấy. Hy vọng cái đoạn nào mà chúng ta đang học thì chúng ta hãy ngày mai hãy xem lại cái đoạn phân tích dữ liệu ở trên máy sẽ rất ok. Được chưa? Rồi, đôi lời thì Tuấn chỉ nói vậy thôi. Hôm nay mình sell hàng như thế này. Cái bộ kiểm tra đèn LED này nó chẳng là bao nhiêu tiền. Rồi cái bộ này bỏ ra, ngày mai mình gửi cho anh em nhá. Nó có mấy trăm. Thì hôm nay mình muốn làm như thế này này. Mua một tặng một. Về nhà thay một món, cái bộ này xài luôn ở trong cửa hàng. Giá rẻ nha. Để giúp ích anh em kiểm tra tất cả hệ thống đèn LED. Và tỷ số vôn trên này tự động nó sẽ chọn cho anh em một cái mức điện áp tương ứng với cái thiết bị mình cần đo. Cái này anh em chỉ cần ổ cắm điện 220 AC, nó sẽ chuyển xuống DC vôn một chiều. Cái này thì các bạn và anh em không cần phải kết nối với bất kỳ một cái thiết bị gì, cô lập mà. Chỉ cần cấp nguồn 220. Rồi chia sẻ giùm anh em ơi. Bây giờ vấn đề là chia sẻ cho nó nóng. Hôm nay sale cho anh em, tặng cho anh em một món quà. Tri ân được cái gì thì tri ân, tặng cho anh em một cái bộ đồ motor bơm. Về nhà anh em chỉ cần thay cái bộ này, dư được cái bộ này để anh em dùng kiểm tra LED. Mua bộ này tặng bộ này được chưa? Đấy. Ngày mai phải mua hộp như thế này này. Đấy, mấy cái bì này mình đi mua hết chứ không phải mua ký anh em. Cái này nó biết mình mua cái này, nó không bán ký. Đấy. Ký cà tông này thì giật rẻ, bây giờ nó bán thùng cơ, nó bán từng cái á. Đấy, mấy người nó khôn như vậy. Đấy, để bỏ vào cho anh em. Thì bây giờ chỉ cần biết là mua một tặng một. Anh em cứ nghĩ rằng mua phải cái bộ bơm xăng này đắt, về nhà thay huề vốn. Trong đầu nghĩ như vậy cho nôm na. Trong đầu cứ nghĩ rằng mua phải cái bộ bơm xăng này đắt, về nhà thay huề vốn, không có lợi nhuận đi. Nhưng anh em dư được cái bộ kiểm tra LED. Ok, bấm cái comment. Đêm nay chúng ta sẽ chơi phát tới 23 giờ. Chia sẻ comment. Thả cái bộ này vào cái dư tiền, dư luôn, coi như huề vốn đi. Tay ga của Cường tặng liên khúc chiều mưa nha. Đấy, đây về nhà tùy theo khách hàng, khách hàng có nhiều tiền thay bộ bơm này tùy theo nơi 650, 700, 800. Trong hết cái bộ này hơi bị đắt tiền nha. Anh em biết trong hết nó bán cái bộ này bao nhiêu tiền không? Zin nha, bộ bơm xăng này zin đét nha. Motor bơm này anh em có thể bán lẻ mấy trăm, đầu gãy xả áp lọc phao vân vân. Anh ơi em có đang xem trực tiếp không vậy anh? Anh Trinh Phạm, anh đang xem trực tiếp nè, em đang live stream, live stream trực tiếp trong cái fanpage, live stream trực tiếp trong fanpage nha anh. Ok, thank you, chia sẻ lên. Em sẽ tặng cho anh em bộ này, về nhà thay lấy lại vốn. Rồi, cái bộ này sẽ bỏ qua một bên. Bơm xăng nha. Rồi, thì cái này nó sẽ là 4 cổng ra, 4 dây. Chúng ta sẽ chia là hai cặp, cặp mát, cặp dương. Được chưa? Rồi, cặp này sẽ là cặp dương. Cho các bạn cái này là chọt vào led, cái này là cắm vào pha đèn không bao giờ cháy. Pha đèn này ơi, những cái rắc đực nó nhỏ trong pha đèn, chúng ta lấy rắc cái này cắm vào, và đây nó sẽ là cặp mát đấy, cặp nhỏ đi với cặp nhỏ, dương mát âm dương, và thay thế hai que này để chúng ta kiểm tra led rất chi là đơn giản. Điện áp sẽ tự động trên này, không cần biết nó là bao nhiêu vôn cả, 5, 7V, 10V, 3V, 2V, 1V, không quan trọng, tất cả nó sẽ hiển thị ở đây. Rồi cái này chúng ta sẽ cắm nguồn, đúng không ạ? Thì ok nhá, chia sẻ lên.
Thì bây giờ hy vọng rằng anh em chia sẻ mỗi người khoảng vài nhóm mình sẽ demo luôn được không ạ? Và tí nữa anh em nào chốt đơn mình sẽ tặng tri ân anh em cái này. Thì cái này sẽ bỏ vào trong cái thùng. Không phải. Ai chết? Mới chết à? Thôi đi đi. Mới chết tức thì à? Bị gì bận à? Ờ, đi xuống lo không đi, mai anh xuống nha, tí về nha. Rồi, chia sẻ đi cả nhà, chia sẻ lên đây, được chưa? Mình tri ân, mình tặng về nhà các bạn, thay cho mình cái bộ tô bơm này, chẳng lẽ không thay motor bơm? Cái lõi này nó trùng với nhiều dòng xe nhá. Đấy, cái lõi bơm này này nó trùng với nhiều dòng xe. Rồi mình sẽ cấp nguồn nha. Rồi 220 này, cái này hơi bị mạo hiểm nhá. Làm điện chúng ta không được làm như thế này, chúng ta phải đi qua cái táp lô nhá. Đấy, cái này đúng bài bản thì thật sự chúng ta phải đấu một cái CB. Đấy, và chúng ta phải bỏ lên cái táp lô có CB, có gì chúng ta ngắt CB ở đây. Đấy, làm này nó hơi bị mạo hiểm. Đấy, anh em không được làm như thế này. Được chưa? Đấy, và dây điện nó phải là tốt. Nếu nói về làm điện. Rồi chúng ta sẽ cấp vào. Ok. Thế chỉ thị cho anh em số vôn tự động. Ở đây đang là cái mức điện áp 23,0V. 22,8. Được chưa? Tất cả nó đều là con số tự động. Trời, anh em thông cảm nhé. Trời ơi, mất wifi anh em ơi. Trời ơi, sụt. Mất mạng anh em ơi. Vào lại đi. Chán quá. Mất mạng anh em ơi. Đèn. Đây cái này như cái led đồng hồ đi chẳng hạn như vậy. Rất nhỏ, đúng không? Rồi hoặc là pha led chẳng hạn, vân vân. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử ngoài, chúng ta dùng hai que đo đồng hồ. Đấy. Anh em vào lại nhá. Mất wifi một cái tụt. Ơi hoặc là led. Chúng ta kiểm tra những cái chip led, xem nó ok, nó cháy thì khò ra. Cái này thì anh em không cần thiết bị gì lắm đâu, anh em có cái khò ấy, anh em bôi một chút xíu nhựa thông vào đây, anh em đẹp cái mặt này, anh em khò ở đây, khò bên này phát cầm cái nhíp gấp nhẹ phát tự động nó rớt, và đồng thời nhấc chip khác vào, được chưa? Và bất kỳ cái pha đèn này khò không cần phải bỏ vào cái hộp giấy, anh em đóng cái thùng vào đúng không, anh em mua cái loại mà cái máy sấy mà ở tiệm đề can hay dán keo ấy, cái máy sấy đấy thì công suất nó sẽ lớn hơn, nó nóng hơn, khò vài phút băng keo này bật ra phập phập đấy. Nhiều anh em bỏ thùng xốp à thùng giấy anh em hơ lọ quạng cháy luôn cả tiệm, đứng nghịch dại nhá. Đấy, cái này thì các bạn có thể là dùng cái gì, cái máy khò mà cái loại mà cái máy sấy mà ở tiệm mà đề can đấy, đấy cái loại mà loại công suất lớn đấy, nóng cực đấy, anh em hơ cái này, đừng bao giờ bỏ cái này vào cái thùng giấy, đúng không? Bỏ cái bàn hoặc là dưới nền hơ cái nó nóng cái bật keo nó chảy nó mềm rồi là bật. Cái này đang bị chết led này, cái này của Suki hay sao ấy.
mình chưa sửa. Rồi thì bây giờ anh em có thể kiểm tra nhìn đồng hồ đây nhá, mình sẽ kiểm tra cái đồng hồ này. Có cái này là hệ thống LED, cái này của A-Black này. Rồi. Thấy chưa? Anh em nhìn đây. À, bán rẻ cho anh em này. Đó, anh em thấy không? Tự động này, bốn bóng sáng này. Đâu rồi nhỉ? Nó xuống này. Rồi. Anh em thấy không? 3V. Đấy, LED tốt. Ok. Đó, tự động nó sẽ nhận diện điện áp ở trên này cho cả nhà này. Ok, lên chút nó hơi bị chói đúng không? Đó. Rồi. Đó, ok. Đó, thấy không? Chọt thoải mái. Đây, lỡ may này, xui này. Rồi. Đừng ngâm lâu. Mất nguồn thôi. Rồi. Đổi lại. Đấy, chúng ta thấy không? Đó. Đó. Ok. Vôn 9. Được không nào? Được cho xin bái cái ok đi cả nhà. Đấy, nó tiện bất kỳ các bạn muốn kiểm tra cái gì cũng vậy. Sáng căng đét 3V. Dễ không à? Cầm mỗi cái này thôi. Đấy, giá rẻ cho các bạn luôn. Tặng cho cái bơm xăng. Rồi, chip LED này. Cái này của A-Black khui ra này. Chất LED nhiều nha các bạn. Đây. Chưa. Rồi, con này ngủ rồi. Con này thay chip LED phát sáng. Con này còn tốt rồi. Đấy. Rồi cái này khò ra, để cái này khò ra thay chip LED. Những cái pha nào nó bể đấy. Nhíp một tí nhựa thông vào đây. Lấy cái khò bật hết cái công suất. Gió lên và tăng ở nhiệt độ nóng lên, khò một phát ở đây, cầm này nhấc nhẹ ra. Đừng có kéo, tự động nó sẽ chạy. Nhấc con chip LED khác bỏ ở đây là xong. Mình ở đây mình ít sửa, nhưng thật sự mới cái này thì nhấc nó bịch bịch. Bởi vì thời gian nó rất là bận anh em, khò ra làm một cái này nó mất thời gian không được bao nhiêu hết. Đây. Đấy, các bạn chọt bừa bãi. Thấy chưa? Kể cả con xe mang vào LED không sáng, cắm trực tiếp cái này, mình sẽ cho anh em về cái chân. Đấy, anh em cứ mua cái này là mình sẽ gửi hết tất cả những cái chân cho anh em cắm. Rồi cái này thay chip LED. Đây, kế tiếp. Được chưa? Rồi, cái này ba chip LED. Rồi. Rồi. OCK này. Rồi, chết chip này. Chết chip này. Rồi, tháo ra thay hai chip LED này lượm lúa. Rồi, tiếp tục cái bên này. Rồi còn sáng. Hoa trái cả mắt. Rồi chấm vào đây.
Rồi, ok. Có mới cái này lấy led rồi. Đó. Anh em hiểu không? Rồi con này sẽ test lại cho anh em này. Cháy này. Cháy này. Cháy này, về các bạn có thể mài lại kim đồng hồ một chút. Ừ. Được chưa? Nó rất đơn giản. Được không anh em? Được cho xin cái ok. Rồi, còn cái này thì mình sẽ cung cấp chân cho anh em cắm vào đây. Đấy, cắm vào đây thì các bạn và anh em sẽ dùng cái jack nhỏ. Mình sẽ gửi sơ đồ hết cho anh em cắm. Đây, mát thì anh em cứ cắm thôi, không cháy. Bao anh em không cần cháy, cắm lộn thoải mái. Đừng có sợ cháy, ở đây mình đang cắm tá lả tí tung rồi. Chưa? Đừng sợ cháy. Mình bao với các bạn là không cháy. Nhưng mình có sơ đồ cắm. Chưa? Bao anh em cắm tá lả hết. Tay trái mình làm không quen. Bật bà lát lên. Cắm tá lả. Nhìn thấy không? Cứ vậy cắm chứ có gì đâu. Này, sai này, nhìn cái đồng hồ này, tắt ngấm này. Này. Thấy không? Cắm sai. Rồi. Chưa lên. Tá lả các bạn thấy không? Nhưng mình cho các bạn sơ đồ. Đấy. Sao đâu? Bao cháy. Cứ vậy các bạn và anh em ghim thoải mái. Led này đâu phải dễ cháy các bạn, trừ khi các bạn nghịch các bạn chập nó mới cháy. Đấy. Thấy chưa? Đâu phải là dễ cháy đâu mà các bạn chọt chẹt mới cháy. Đấy, chập này. Sai. Nhìn vào. Thấy chưa? Đấy, thế thôi. Rất dễ. Va li ô và yếc cho anh em mặt led kiểm tra hết. Đấy, cái này để các bạn này xe pha vào không vào mới cho anh em những cái chân. À, chân này chân dương, chân này chân mát, kiểm tra cốt, kiểm tra pha, biết hết. Cốt hoặc là pha nó biết hết. Rồi, anh em nào quan tâm, cảm thấy thích thì anh em comment. Này, bộ xin xin. Tặng cho anh em theo cái áp bơm, nên mình sale tri ân các bạn. Còn anh em không muốn lấy áp bơm thì thôi, mình trừ tiền ra. Đấy, đơn giản kiểm tra này. Thấy chưa? Đấy, con này nó bị chết một chip led. Các bạn chỉ cần kiếm cái gì, các bạn giữ cái này, cái lấy với khò. Khò ngay đây. Tự động chip led này sẽ rớt. Cầm nhím bụp nhẹ. Trung quan này nó chẳng bao giờ có cái gì sợ chết cả. Tăng gió mạnh lên. Khò phát, pha phát. Bỏ ít nhựa thông đây. Rớt pitch. Rồi, anh em nào quan tâm thì các bạn để lại comment để kiểm tra hệ thống LED trên con xe khi khách hàng dẫn bộ vào. Được không? Nó khá là dễ cho anh em. Chờ mạng chạy quá chậm. Đây, cái Facebook này có 6 người. Đấy, mạng khá là chậm. Được không anh em, chia sẻ lên cho anh em cùng biết chứ có cái gì đâu. Ăn cho giá, mai mượn tiền mua góp cái. Trời ơi, nghe trả tiền góp nghe
Đấy. Được chưa? Nhắm mắt cái cũng đo cho anh em. Nhưng về nhà hạn chế đừng để nó chạm nhau nhá. Ở đây mình đang mô phỏng thôi cho anh em này. Này, về nhà các bạn đừng ngâm thế này, nó dí lâu chả chết. Đó, đây mình test cho anh em này. Được chưa? Về nhà đừng cố tình cột lại như này xong rồi bảo đổ đều. Quá rẻ, mấy trăm nghìn bạc. Xin xin có vỏ 22,8V. Để lại comment mua luôn chứ chả góp cái gì. Ba cái bạc lẻ này mà ngày mai em ship luôn. Rồi smart tool này. Ba con này em hứa với lòng ngày mai chuẩn bị lên đường. Hai con còn một con. Ôi giời ơi, Facebook khóa liên khúc chiều mưa. Đứng hình đấy nhé, không xem được. Rồi. Anh em và ý có đặt cái comment cái gì các bạn, anh em cứ đặt comment ở phía dưới. Quan tâm làm gì anh em thấy không, nó cực kỳ là đơn giản, trên đời này cái gì nó cũng đơn giản hết, quan trọng các bạn chịu khó nghĩ. Rồi anh em nào mua thì chốt đơn ngày mai mình tặng cho bộ bơm. Muốn báo giá không? Muốn để lại giá không? Quan tâm giá không? Quan tâm giá không? Về nhà cứ vậy chọt dí này, vót nó nhọn nhọn lại chút. Về nhà anh em bỏ cục đá mài ấy, vo hai cái đầu này nhọn lại chút. Cái que này que nó không phải là que xịn, cầm nó không có sướng tay. Đấy anh em về nhà anh em vo hai cái đầu que nhọn lại chút. Chúng ta tiêm. Đúng không ạ? Cứ chọn thoải mái đi, không hư đâu. Ê. Gì đâu mà chúng ta sợ. Nó lên này, quay lại nó không lên thế thôi. Nó ngược. Led được phân cực mà. Này nó sai này, nhìn vào cái đồng hồ, mắt lúc nào cũng nhìn cái đồng hồ. Anh em nhìn đồng hồ thấy không? Này, sai này. Đấy chưa, nhìn vào. Đấy. Rồi. Trái bên đây chập này, nó ở trong vùng này anh em thấy không, đây nó khoanh vùng cho anh em này. Đấy thấy chưa, chết lét nhiều. Rồi anh em nào để lại comment số điện thoại phía dưới giùm em. Ồ, hôm nay em livestream nó hơi bị tối, bữa nào em sale tiếp cho anh em, em có ít để rẻ lại cho anh em luôn, đỡ phải mua trên mạng. Trong đời chúng ta cứ nghĩ rằng ngày hôm nay sale cái bộ này, mua cái bộ áp bơm này coi như mua đắt đi. Coi như tin lộn thằng tay ga Đình Tuấn nó livestream mua phải cái bộ này đắt tiền đi. Trong đầu cứ nghĩ như vậy thôi. Về nhà trong đầu chỉ có nghĩ nôm na đơn giản. Về nhà thay cái bộ này phát. Coi như huề vốn là được. Dư được cái bộ kiểm tra led. Đấy, xe người ta chết led cứ vào kiểm tra. Ok Nguyễn Hồng. Mai em gửi hết cho Trân. Alo.
nó biết mà. Nha. Anh Thanh Hiền mai gửi em máy cho em nhé anh, mai chuyển tiền cho anh nhé anh Thanh Hiền. Tí em sẽ liên hệ với anh vào Facebook cho em nha. Thôi bây giờ em phải đi công việc rồi đó, ông Dượng bên phía vợ ông mới bị mất nha anh em, thông cảm em chút nha. Ông Dượng bên phía vợ ông mới bị mất, ông lớn tuổi ông bị mất nhá. Em về nhà lo con cái ấy. Gia đình xuống hết bên ông Dượng rồi. Ông Dượng, nói chung là Dượng bên phía vợ nha anh em. Ông mới bị mất lớn rồi. Rồi rất mong anh em thông cảm nhá. Anh em cứ để lại comment hoặc là vào Zalo với em đi. Vào Zalo anh em mua máy mua yếc gì đi. Em về nhà em lo công chuyện ở nhà tí rồi em sẽ trả lời tin nhắn. Bởi vì bà già rồi, vợ rồi xuống nhà ông Dượng hết rồi. Đấy ông Dượng, Dượng bên phía vợ, ông lớn tuổi ông bị mất. Thì cái này có gì để ok bữa sau em lại chia sẻ tiếp cho những anh em lớn và những anh em bạn bè của Đình Tuấn nhá. Xin chào công tử xe. Đấy các bạn cứ đặt comment mua bộ này mình tặng cho cái bộ mô bên xăng nha. Đấy ok cái là cứ một cặp này đi tới anh em, còn là sơ đồ về cắm led winner a black đủ các kiểu con đặc điểu mình sẽ gửi hết anh em trong Facebook. Đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở comment ở lần sau. Rồi anh Thia anh Thanh Hiền vào comment Messenger giùm em nha, anh lấy cái gì anh comment rồi để lại comment. Xin chào mọi người, kết thúc. Rồi, xin chào anh công tử xe và toàn thể anh em thợ máy. Anh Nguyễn Hợp, tí nữa comment cho em luôn, em sẽ gửi những cái chân đấy cho anh nha. Rồi, thì anh em hãy download về điện thoại lưu lại trong cái hình ảnh của mình. Có nhu cầu cái mình mở ra, mình kiểm tra hệ thống LED. Rồi, LED này sẽ là đồng hồ tự động cho anh em, từ mức to xuống nhỏ tới lớn. Đảm bảo với anh em, LED không bao giờ chết, chọt tắt lạ thì tung, chập thì đương nhiên cái LED này nó không sáng thôi. Rồi, xin chào mọi người.